các bạn nha. Ngon, ngon, giật luôn, giật luôn, ngon quá, giật quá, giật luôn hả? Trời lớn vậy trời. Đồ lắm, còn ăn giờ này chỉ trước mặt đấy mà bị còng tay còn chi nó. Chào tất cả các bạn nha. Hello bạn nha. À, hôm nay anh em mình sẽ mang đến cho tất cả các bạn một món ẩm thực mà liên quan tới Thái nha bạn. Là anh em mình sẽ làm món sò huyết la cốt sốt Thái nha bạn. Hôm nay anh em mình sẽ tặng đến tất cả các bạn món sò huyết nha. Đây, anh em mình có mua về một đống sò huyết nha bạn. Rồi giờ anh em mình sẽ chế nước sôi vô để anh em mình la cốt nó. Rồi anh em mình sẽ tiếp tục với cái món là sò huyết la cốt. Khi nào anh em làm xong, mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món sò huyết hôm nay với anh em nha. Đây, chế nước sôi vô rồi đã. Nước sôi 360 độ. Đó, trời ơi, sôi rồi. Bây giờ mình sẽ đổ sò huyết nha bạn. Nãy giờ được cũng gần phút rồi. Vô đây lại nha bạn. Rồi mình vô nước đá luôn nha. Đổ lên. Cái cây huyết nó không bị bể. Nó đông cái huyết lại, hồi mình ăn nó mới ngon bạn. Nếu mà mình bỏ vô đá, hồi mình là gỡ ra, huyết nó sẽ bể ra, nó chảy ba cái huyết nó hết. Là nó không còn ngọt ăn con thỏ nha. Giờ anh em mình sẽ đem ra, để anh em mình lột nha bạn. Hôm nay tới mình quay phim nữa nha các bạn. Rồi bên này quen nó tiếp tục là cameraman. Man. Nó bị man rồi. Bên kia là man, còn này là man. Thằng quay phim của mình là nó man. Còn này nó man rồi. Đủ. Đó, cái quyết nó không bị bể nha bạn. Còn quyết nè. Nếu mà bạn không chằn vào đá cái cục quyết này sẽ bể là con sò huyết nó không còn ngọt nữa. Thôi bây giờ anh em mình sẽ tiến hành lột nó ra nha bạn. Đây, bây giờ mấy anh em mình sẽ lột những con sò huyết ra nha bạn. Đó. Trời ơi, nó ngon. Nó béo. Nó ngọt. Sao? Đây sao? Đây, đây. Rõ nó đẹp mà. Sò là sò không có biết đâu. Sò thâm. Thâm à? Thâm rồi. Con sò lông. Lâu không có lông. Sò thâm. Sò rông. Đây nè. Hai con mép miệng bầm đen thui rồi. Hết lông rồi. Đây, bây giờ anh em mình sẽ lột ra nha các bạn. Trời ơi, sò huyết mập lù trời. Quá đã. Ủa, uống hôn sao nữa trời. Uống như uống nuôi hiền mũi luôn nè. Đó. Tuyệt vời không? Bây giờ anh em mình đã lột xong cái mớ sò huyết mình ra hết nha bạn. Đây, thịt quá trời thịt luôn. Quá đã. Bây giờ anh em mình sẽ làm tới cái nước sốt để mình sốt Thái mình sốt lên trên con sò huyết mình nha bạn. Đây, ớt. Mình dùng ớt nhiều bạn, tại vì anh em mình ăn hơi cay cay nên anh em mình sẽ dùng khoảng 20 chớp đi. Cho nó cay nó mới ngon. Thằng Thái mà. Thằng Thái mới cay không? Thái mới cay mới được. Mà Thái Lan hay cay cọ mà ở Thái Bình mà. Đâu cay mấy mà anh. Giờ anh em mình sẽ giã nhuyễn ớt và tỏi ra nha bạn. Đây, bây giờ mình sẽ nêm vô cái chén nước sốt mình nha, bột ngọt nha bạn. Khắc đường nha bạn. Đang trái chanh luôn nha bạn. Đó. Này thấy hơi nhức nách nha ông Thầm. Chưa hết, cái này mới gọi nhức nách đại sư làm đây nè. Cái này nhức đầu. Là bù tạc nha bạn. Đây, bây giờ anh em mình sẽ cho miếng mù tạc cho luôn nha. Mù tạc hả, bù tạc? Mù. Mù đây. Ăn mấy hả? Nuốt cái mù ăn mấy luôn. Đây, vô khoảng nửa chai mù tạc nha bạn. Mình tán đều nha bạn. Đó. Trâu, thù, cái chén nước chấm sốt của mình nó đã thứ nào mà chịu nổi. Thứ nào mà chịu nổi. Quá đã. Thơm á. Thơm á. Thơm hút sâu chứ trời. Thơm sâu trời. Làm này ôi chứ có đâu vậy. Đó, cái chén nước sốt mình như vậy nha bạn. Rồi mình đi thử cái con lại coi nó bung nắp không. Ok. Hơi quái không. Bây giờ mình sẽ đánh cho nó tan cái gia vị ở trong cái nước sốt Thái mình ra nha. Tan hòa vị hết nha bạn. Mình sẽ bào xài nha bạn. Đó. Nước chấm mình đã làm xong rồi, bây giờ tới mình sẽ bào xài nha bạn. Mạnh tay cho nó cái cọng dài dài á. Xẹt thử. Đây mình sẽ sắc chanh nha bạn. Sắc chanh lát vô, hồi mình ăn chung với cái sò huyết mình á. Đây. Đó. Đủ. Giống lên mình quá hả?
Lemon. Lemon mà. Đây xài củ lẹ đã bao câu rồi nha bạn. Đây xài xài sống mình đã bào rồi. Còn đây chanh mình sắc lát mỏng cũng đã sắc rồi nha bạn. Bây giờ mình sẽ cho vô trong cái chảo nha. Đó vô luôn. Trời ơi trời, nhìn mấy miếng chanh mà nước miếng mình không chịu nổi luôn á. Quá lát, đã. Lát. Đây giờ bỏ vô luôn nha bạn. Giờ đây đắp mặt đây chắc đẹp lắm ta. Đẹp lắm. Và đây là phần chính các bạn, là cái sò huyết mình đã lột ra rồi nè. Giờ bỏ vô luôn nha bạn. Oh, oh my god. Còn nước đây, sốt đâu? Đây là cái nước sốt Thái mình nè các bạn, coi cái nước sốt Thái nè. Trời ơi nó đã hư nào chưa nói. Giờ mình sẽ chan đây để mình trộn đều lên các bạn. Ồ. Oh. Cái wasabi thơm. Đây, mình sẽ cho thêm khoảng dài cái đọt húng nhũi vô nha bạn. Đây, vô luôn. Húng lũi. Ừ, húng nhũi, húng lũi gì đó. Húng lũi, húng nhũi. Sao nhìn nó giống như là bạc hà không sao? Bạc hà hả? Chắc vậy quá. Chắc kêu nó là bạc hà vậy, hay là bạc tai vậy á. Bạc tinh, bạc nghĩa. Ừ, bạc tai, bạc hà vậy không biết mà. Đây, sẽ cho dài lá húng nhũi vô nha bạn. Rồi anh lẹ, anh trộn đều lên coi lẹ. Thử coi. Dặn công không? Dặn công. Dặn khí đang điền chứ. Dạ. Trộn thôi, đừng bóp nha. Ok. Dặn khí đang điền lên. Rồi thôi. Xả bạn ơi. Trời ơi nó nồng, đồ Thái mà. Bên đây cô bạn nó sẽ trộn bạn, bên đây mình sẽ lật húng nhũi vô. Cái này chắc tét nát thiệt quá. Tét nát đại sư luôn. Nát đại sư. Vì mấy miếng canh không hứ gì chưa nổi. Đây anh em mình đã thực hiện xong cái món sò huyết la cốt sốt Thái rồi nha bạn. Lốt ca. Bây giờ anh em mình sẽ pha thêm một chén nước chấm nữa cho nó thẳng thánh cái nữa. Để anh em mình ăn chung với cái sò huyết rồi nha. Cũng lại là mù tạt nữa nha bạn. Mù tạt và xì dầu. Vô mù tạt và vô miếng nước tương nha bạn. Tại vì anh em mình làm cái dĩa sò mình cũng vừa ăn rồi nên mình sử dụng nước chấm ít thôi nha bạn. Tại nếu mình thấy lạc lạc thì mình chấm thêm, còn thấy mình thấy là vừa ăn rồi đó. Đây. Thôi, dạ anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món sò huyết sốt Thái với anh em nha bạn. Đây, để mình thưởng thức thử một con nó như thế nào nha bạn. Đây đó, quá đã. Đây, cái chén mù tạt vào đây. Mình sẽ dích vô miếng này nha bạn. Đây xin mời tất cả bạn nha, để mình thưởng thức cái nha bạn. Vô lẹ. Wow, chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm, cay cay, nồng nồng, mặn mặn. Con sò huyết còn nó giòn. Trên cả thiệt chơi. Quá đã. Xin mời tất cả các bạn nha. Quát vô miếng này. Ngon. Vô vô bạn. Em biết sao? Ngon, tới đảo. Không, cái món này là trên cả tuyệt vời nha các bạn. Đây, mình sẽ vét thêm miếng nữa nha các bạn. Đây, mình sẽ lấy cái muỗng, mình xúc thêm miếng nước nè. Miếng sốt vừa nãy nè. Đây, xin mời các bạn nha. Cũng thử ra nha các bạn. Xài ngon sao? Trời ơi. Vô đã. Vô bạn. Cái nào ngon hơn? Chấm bột chấm vô kia ngon hơn không chấm? Chấm cũng ngon, chấm cũng ngon mà không chấm cũng ngon nữa. Tại vì nãy anh em làm vừa ăn nha bạn. Vừa ăn ngon lắm luôn. Đây mời các bạn nha. Điềm lắm. Con ngồi biết mình nó giòn nó ngon. Vô bạn. Mà ngon nhất là cái nước này nha bạn. Cái nước này các bạn thấy vậy cho nó ngon lắm luôn mà. Nó đục đục. Đâu ơi. Quê lên tới 9 tầng mây không trời. Chấm thì nó mới ngon sao. Cái này nữa mới ngon nè. Vô chấm không sao. Đây cái miếng chanh này các bạn, mời tất cả bạn nha. Mời tất cả các bạn nha. Cái miếng chanh giờ mẹ ha, ngon đã lắm. Wow, lại dịch nữa à. Quá tuyệt vời bạn ơi, mẹ ăn miếng chanh này ngon lắm luôn. Có thấm vô miếng chanh á, ngọt ngào tình đời luôn. Đây mời các bạn nha bạn. Nè, vét vô trong cái nước chấm wasabi mình nè, mù tạt nè. Vô nha bạn. Không phải thần thánh nữa hả? Bữa nay chơi thần điêu đại hiệp rồi. Tôi mới giật hai cái đó. Gì gật đầu không vậy? Qua là tới ốc con trời. Nhưng mà mình ăn với chấm vô nước chấm mù tạt mình thì nó tăng thêm cái vị nồng lên nha bạn. Nhưng mà các bạn ăn không á thì cái vị ngon nó bung tỏ, còn đưa vô mù tạt cái là nó mất cái vị của con cầu sò huyết giòn mình nè. Thôi vô công cho bạn, mời bạn nha. Im lắm. Từ từ để tôi sẽ làm một con. Vừa có xài vừa có rau
sầu riêng hồi nãy anh em mình mua về thì anh em mình đã rửa cho nó tương đối sạch sạch nha bạn, chứ anh em mình không để nguyên anh em mình làm nha. Anh em mình đã chài rửa sạch tương đối rồi nên anh em mình làm món này có rau húng nhủi. Thôi chơi lớn vậy anh trai, xin mời tất cả các bạn nha. Giật luôn, ngon vậy không cách giật luôn hả? Trời lớn trời, đồ lắm, đồ lắm. Giờ này chỉ trước mặt tới mà bị còng tay kia gì nói anh trai? Nhiều lắm. Chắc ai mày mà luôn á. Giờ này mà cái dĩa này giống như là mở treo mà để mèo nó nhịn nhịn đói thứ nào mà chưa đổi. Đây xin mời các bạn nha. Ngon nhất á là con sầu huyết mình nó giòn mà nó ngọt. Thơm á, thơm. Tại vì các bạn nước chấm mình nó cay, các bạn sốt vô nó không còn mùi tanh con sầu huyết nữa, rất ngon luôn, bao ngon luôn. Các bạn bữa nào các bạn rảnh các bạn cứ làm thử món này các bạn, ngon lắm. Trên cả tuyệt vời luôn. Con sầu huyết mình nó giòn mà nó ngọt lắm luôn. Các bạn mà sầu huyết mà các bạn làm chín quá là nó không còn vị ngọt, cũng không còn vị giòn con sầu huyết nữa là nó mất vị ngon liền. Như vậy là nó còn rất là ngon luôn. Đây mình sẽ xuất một miếng chanh nha các bạn. Đó. Và một con sầu huyết nè. Đó, mình sẽ chơi vô đây thêm miếng mù tạt nha các bạn. Đó, trời ơi giờ bung nóc thiệt quá. Đây xin mời tất cả bạn nha. Giữ cái đầu lại ông lại, giữ cái hôn thôi. Cần phải có cái một cái đầu lạnh. Trời ơi nó đã. Xin mời tất cả các bạn nha. Trên cả sự tuyệt vời. Ừ, nó nồng. Cay, gà nó mắt không trời. Vừa ăn sầu huyết vừa hút gió hay sao? Mình cảm thấy mấy bạn cho anh chị á. Ăn á mình hả họng ra nó không nó cay. Nó bay mùi bớt phải không? Mình ém lại nó mới ngon. Phải cho lên não mới ngon. Cái đó là mày vừa ăn vừa hút gió rồi. Thì thoát kèn. Qua trên cả thiệt vời bạn, vô tiếp tục với nè mình nha. Phải chấm thêm cái này miếng nữa cho nó tăng cái gì bùng nổ lên nha bạn. Đây xin mời bạn nha. Để tôi ém lại. Bây giờ là tôi giờ tôi với ông chơi nè. Ăn không cảm xúc nào. Bình thường. Trời ơi tao bù đạt đó, tao là không cảm xúc là bình thường. Để mình thi đấu không cảm xúc chứ cô lẹ cả nha bạn. Vô, ăn trước đây. Ngon. Món này nó ngọt mà giòn ghê luôn bạn. Từ từ để tôi lột ra nha. Đó. Không cảm xúc mà không cảm giác luôn nha. Ok. Không cảm xúc cột hồn Quân Hiếu. Đủ. Xin mời tất cả các bạn nha. con xúc đẹp gái. À nhìn sư phụ sợ mà. Mày nhìn tao không cảm xúc mà tao mất luôn cảm giác nè. Mà cho tao nè. Để tao mình kiếm con nào ự để mình không cảm xúc với cô đẹp cái nha bạn. Nhìn ông xàm ông. Mà không cảm xúc tao mút đầy luôn nha. Nè. Ông kèm cái là lộ mũi bay mất tiêu luôn. Nè, đó chơi ướt con không biết nè. Đây xin mời tất cả bạn nha. Đừng cố ghiềm, ghiềm quá sẽ bay luôn. Trời ơi lòng to ra mình mẹ. Nước mắt ông Đào kìa. Chết đứng luôn mày. Trời. Ra nước mắt luôn kìa. Mình là mày không còn cảm giác mày mất luôn cảm xúc nha bạn. Mà nước mắt mình nó gưng gưng nè. Vì sao nước mắt cứ gưng gưng. Để chạy đã. Để tôi hỏi là cái nữa ơi. Phải kiềm chế mà cảm xúc đó, anh đừng cảm xúc anh lẹ. Trời ơi đã, để cho con lẹ nó kiềm chế cảm xúc bệnh bạn, bên đây mình thưởng thức. Nó nhiều quá mới có cảm xúc, anh sợ có cảm xúc. Đây luôn. Vô gì vô bạn. Để cảm xúc nó mình nặng. Gì hả? Thay biến rồi, nó bị thay biến rồi. Hào nhớ mua ba dương trời. Chứ không bò tóc. Tới nãy không? Năng cái đồ năng mà là. Nhớ như mua ba dương trời. Cái món ngon tao là làm giống như mua ba dương. Đây mình tiếp tục nha bạn. Cái nữa đây. Chanh mình thấm nè. Đó. Đây mình chấm vô mù tạt cá luôn nha bạn. Đó. Chanh mà chấm mù tạt cái chuyện này là chuyện hốt bạc dạ thiệt nè. Đây xin mời bạn nha. Gì ghê vậy? Trời ơi chanh đã cái vỏ nó nồng rồi.
vứt cho một đá cái nào còn dữ nữa. Đủ. Trời đang ở ngoài đang mưa gắt nghỉ gắt nha bạn. Anh em mình trong đây làm bảy vài con sò huyết sốt thái cả trầu của đã. Phơi. Không sao. Âm lòng chiến sĩ liền. À, ông biết cái gì ngon không? Nào. Ớt cháy mùi tạc. Ớt cháy mùi tạc é luôn á, cả chết luôn anh. Em mà. Sò huyết mình nó ngọt, nó không có vị tanh luôn. Không có vị hôi chứ, rất ngọt. Nó còn lại vị ngọt và vị giòn và vị thơm. Mất tất cả những vị tanh cho bạn ngon. Mất vị giác. Ừ, đã. Quá đã. Nãy giờ con đang chắc nó cạn khô nước miếng hết rồi, thử là chịu nổi. Hết nó chịu nổi luôn rồi. Đây mình sẽ xuất một miếng nước có cái thầu yếu lên nữa, mình hôn hớp với đã. Để mình làm bánh con ngon lành nha bạn, vừa có chanh mà vừa có tất cả mọi thứ coi nó ra sao nha bạn. Phải lắm, nãy tôi mới chơi đó. Vừa có chanh nè, đó. Vừa có miếng xôi nữa nè. Ừ, vừa có hai con sò huyết lên tới đã, nó mới tới nóc. Đó, đây cho thêm miếng lá húng lủi nữa nè. Đó, đầu có gió tới mát thì chịu ha. Ừ. Không mát miếng nữa hả? Không có ướt miếng nữa. Đây, bây giờ mình sẽ cho vô trong mùn tạt mình dít lên miếng nha bạn. Đó. Đây, xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức sò huyết sốt thái với anh em nha. Tôi làm gì nè. Phơi. Để tôi lọt cái này ra nè. Một con là ngu mà dương, còn đây là chưa vất giới. Lọt sẵn ra luôn sao. Đã lắm. Ừ, trên cả tuyệt vời. Đó. Chanh mình thì nó chua, mà nó thấm cái nước nước sốt của mình vô mặn mặn ha. Có vỏ thì nồng. Dính như bồ tạc cái nữa thì quá nồng luôn. Ừ, đã. Trời ơi, trời ơi. Thẩm tiền đang mời đó mình đi đang sấp mà soi không đang sấp mà soi nghe là phải gầm cái giật mình tôi tưởng trời đánh tới chứ. Ngon quá. Xin mời tất cả các bạn nha. Wow. Ủa, nhìn trời nhìn đất nhìn mây vậy trời. Không mà món này anh em mình bữa nay thực hiện thành công lắm nha bạn, ngon lắm luôn. Bữa hôm anh em mình ăn sò huyết cho la cốt chấm với mù tạt nó đã ngon rồi. Hôm nay anh em mình thêm nước sốt thần thánh này vô nữa, nó đã. Vừa có sòi mà vừa có chanh nữa, ớt nữa, rồi tỏi nữa, trời không đã. Trời cái này một thằng phải ăn một thao mới vừa bụng mà thiệt luôn á, ăn mà không ngán luôn bạn. Ăn thao đó chắc bán nhà luôn á. Người bạn đưa vô miệng cái là ngon liền, tăng vị ngon lên thấy rõ luôn, nó ngọt mà thơm mà giòn béo. Đúng là con sò huyết rồi, nó ngon là ngon chỗ này nha bạn. Càng làm chín nó càng không ngon, mà càng làm vừa vừa nó lại giòn lại thơm. Cái kiểu như là nó chín tầm 60% không sao là lúc đó là ngon nhất. Đây mời bạn nha. Còn sống là ăn ngon phải không? Đúng rồi. Tại nó sống thì mình ớ miệng thôi, chứ thật sự tụng chằn nước sâu qua đi là nó ngon. Là mình ăn ớt ổng ớ miệng nữa, mà thơm lại ngọt giòn nữa. Vô miếng xài nha bạn. Đó, vô bạn miếng xài nè. Đây một nhánh húng lũi luôn nha bạn. Đó. Và hai con sò huyết nữa. Ông lột vỏ ra ông sàm. Để nuốt luôn. Nuốt luôn nó mới đã. Đó. Đây mình sẽ cho vô đây thêm một miếng wasabi mù tạt nữa nha bạn. Mà tôi thấy gung dữ ta. Đó. Tôi gung mà ông gung vậy? Tao gung. Đây xin mời tất cả bạn làm thêm một miếng với mình nữa nha bạn. Không cảm xúc nha. Hạ xuống. Giống hình ma chứ vậy. Trời ơi nó đã, nó phơi. Nó nồng lên mũi mình hai lần, nó đưa lên ốc mình một lần, đã. Trên cả tuyệt vời luôn. Thâm cổ mà vừa không có mắt hồng luôn, sảng khoái dài lâu luôn. Thôi nói chung thì hôm nay anh em mình thực hiện cái món sò huyết la cốt sốt thái này cũng từ những ý kiến của tất cả các bạn comment
những ý tưởng của tất cả các bạn là comment như anh em mình làm, nên anh em mình mới có được những cái ý tưởng và cái món ăn ngon như vậy. Anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và chung sức và chia sẻ những cái món ăn ngon và những clip hay hài hước tới anh em tụi mình. Anh em tụi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nếu tất cả các bạn có muốn đóng góp ý kiến hay là những cái ý tưởng gì cho anh em tụi mình, các bạn vui lòng comment ở dưới phần bình luận cho anh em tụi mình biết để anh em tụi mình có thể thực hiện theo những lòng comment của tất cả các bạn nha. Anh em mình xin chúc cho tất cả các bạn có một ngày mới luôn tràn đầy hạnh phúc và thành công trong một công việc nha. Anh em mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye, bye.